Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Zuka Audio. Và trong video này em xin gửi lời cảm ơn đến anh Năm, anh ở Hạ Hòa, Phú Thọ. Và anh Năm khi nhận được cái thông tin mẫu loa WeWood G4000 phiên bản màu đỏ vân gỗ sang trọng, những phiên bản cũng như là phiên bản mới nhất của năm nay được ra mắt vào tại thời điểm này, tức là ngày 29 tháng 10, những ngày cuối tháng 10 và chuẩn bị bước sang tháng 11, và cũng là cái dịp cuối năm. Anh cũng đã sắm cho mình một cấu hình combo để về phục vụ cái nhu cầu ca hát và toàn thể người thân trong gia đình ngày nghỉ cuối tuần hoặc là sum vầy vào dịp cuối năm. Với cấu hình này thì tổng anh đã đầu tư cho mình là 19.500.000 đồng, gồm các thiết bị như là một cặp loa WeWood G4000 phiên bản vân gỗ này, kết hợp với chiếc sub leader 12 cộng dòng sub bass 30, và không thể thiếu được bộ đôi sản phẩm đó là một đẩy liền vang X7 DAC và một bộ mic không dây. Ở đây nói sâu hơn về con đẩy này sẽ phù hợp với cái nhu cầu sử dụng ca hát và nghe nhạc gia đình, và thậm chí anh em dùng cả sự kiện nhỏ nữa, nhưng mà gia đình là hợp lý nhất bởi vì nó tiện dùng và dễ sử dụng. Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ hay là bất cứ một ai trong gia đình mình cũng có thể sử dụng thành thạo, cũng có thể bật lên và mở nhạc và xem phim cũng như là hát karaoke luôn. Bộ mic đi kèm là bộ mic được khuyến mại tặng kèm model W4-9, chỉ giá 1.500.000 tặng kèm tri ân cho cấu hình combo này. Nói thêm về cặp loa, đây là cặp loa G4000 với thiết kế 7 đường tiếng và nó là cái khuôn form thiết kế đẹp nhất. Đặc biệt là cái phiên bản này lại là phiên bản vân gỗ. Phiên bản vân gỗ thì nó tôn lên cái màu sắc đẹp, nó thể hiện cái sự đẳng cấp ở cái một cái góc nhìn khác cho cái sự tinh hoa và giàu sang phú quý. Luôn luôn có một cái tài lộc may mắn, nhất là dịp cuối năm chúng ta có những cái bộ loa mà có cái màu sắc như thế này để kê trong nhà mình để đón năm mới thì quá là tuyệt vời, phải không ạ? Cặp loa này có chiều cao là 115cm và chiều ngang là 36, sâu 30, 7 đường tiếng, và con bát lớn nhất là con bát 30. Trung thì được trang bị cả hệ thống trung trầm và trung cao, và chép thì có con siêu chép, super chép đây. Hiện nay công suất của nó dao động 350-700, chúng ta có thể kết hợp với tất cả những cái dòng âm ly các anh em có thể tận dụng được những chiếc âm ly cũ của mình, không thì lên hẳn một cấu hình mới như thế này. Cuối cùng đó là một con sub bass 30 công suất 500, những đánh cũng rất lực về bass công nghệ màng polyblast, con sub leader 12 cộng bảo vệ rất tốt được cả ích căng lẫn anh sub, có tấm ích căng bảo vệ rất tốt cho con bass và lỗ thông hơi. Cấu hình này nằm trong cái khuôn tiền dưới 20 triệu đồng mà lại có được một cái chất lượng nhạc thì em phải nói là tuyệt vời luôn. Em sẽ test nhanh để tìm xe gửi cho anh Năm, anh ở Hạ Hòa, Phú Thọ. Rất là cảm ơn anh rất là nhiều. Chắc chắn rằng cái cấu hình này sẽ không làm anh thất vọng. Và các anh em nào mà yêu mến Zika, muốn ủng hộ Zika hay là cần hỗ trợ tư vấn cấu hình thì liên hệ trực tiếp cho Zika chúng em qua số hotline, hoặc gọi trực tiếp cho chúng em theo đường dây nóng cũng như kết bạn Zalo, hoặc đến tại địa chỉ 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội để trải nghiệm. Em sẽ đi vào test nhạc luôn, bởi vì rất nhiều anh em đang thích được nghe test một bản karaoke trên cấu hình combo G4000, đặc biệt là cái phiên bản màu đỏ, nhiều tài lộc may mắn hợp với cái mệnh hỏa như thế này. Bồng bềnh giữa bồng bềnh, trong tranh giữa trong tranh, một vùng núi cao nước sâu, thuyền trôi mái chèo bâng khuâng dưới chân tam đảo. Thank you.
bồng bềnh trong tranh nữ trong tranh thuyền gặp cánh say gió ngàn thuyền trôi mái chèo của hương nước xanh thắm ngào từ cho bao đời qua nơi câu